Hồi lính. Trong chương trình ngày hôm nay, mời các bạn đến với hồi ký của cựu chiến binh Xuân Tới. Lính thông tin, trung đoàn 209. Xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe. Phần 1. Ô tô chở chúng tôi ầm ầm đổ dốc trường sơn, bụi bay mịt mù. Có lẽ vùng này là đất đỏ. Đầu tóc và cả người được phủ đầy bụi đất. Nhưng lạ thay, không thể che đi được những ánh mắt long lanh, hồn nhiên, vui sướng của những chàng trai 19 đôi mươi. Nếu không phải là người trong cuộc, thì không ai có thể biết rằng những chàng trai này đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến sinh tử, một mất một còn với quân thù sắp phải đối mặt với biết bao nhiêu hiểm nguy cơ cực gian khổ vất vả của cuộc đời binh nghiệp dù biết vậy nhưng chúng tôi hồi đó rất lạc quan yêu đời không suy nghĩ gì nhiều xe dừng lại ở suối ngô đây là cánh rừng le bạt ngàn đơn vị nhanh chóng ổn định nơi ăn trốn ở chỗ nghỉ ngơi tắm rửa sạch sẽ đẹp đẽ như không đơn vị tôi được bình chọn cho hẳn một con lợn to để bồi dưỡng đã tưởng được một bữa ăn ra trò nhưng nào ngờ mấy anh nhanh tay bắc bếp đun nước sôi chỉ chờ đi bắt lợn về là làm lông tôi cười chưa bắt được lợn mà đã đun nước sôi thì chỉ có sôi học bọc không thôi mấy anh kia chế nhạo tôi mày ăn nói vớ vẩn trong đây này chúng tao sáu thằng to khỏe vật voi còn chết nữa là con lợn nhép thì để rồi xem tôi nói rồi đi theo xem chúng nó bắt lợn Tuy nói cứng Nhưng mấy anh này vẫn cẩn thận Mang theo một cây AK Trường lợn binh trạm Được buộc bằng cây rừng to như bắp chân Nằm ngang Nuôi độc một con lợn khoảng 5-60 cân Trông như lợn rừng Nhưng nó màu trắng Một anh có vẻ coi thường nhảy vào tóm Không ngờ nó quá khỏe Nhảy vọt ra ngoài Chạy biến vào trong bụi le lúp xúp Chỉ còn nhìn thấy răng trắng Nhưng gần lắm Tôi la to Bình tĩnh đem súng bắn Một anh cầm súng nâng lên Ngắm bắn đúng yếu lĩnh Đẹp không thể tả được Tôi lại la lên Cẩn thận nhắm đầu mà bắn Đoàn một phát Có tiếng lợn kêu rồi thấy rẫy rẫy. Chúng tôi mừng quá Anh em xông vào Nhưng vào đến nơi thì kỳ lạ thay Không thấy bóng dáng tăm hơi con lợn đầu nữa Rừng le thì mênh mông Tuy không rậm lắm Nhưng cũng phải có một sư đoàn may ra mới tìm được nó. Mà chúng tôi thì chỉ loe hoe, có vài thằng. Tìm loanh quanh trong vô vọng, một lúc rồi đi về. Mấy anh vẫn lúi húi đun nước, nồi nước trên bếp vẫn sôi sùng sục. Tôi nói vui, có nước sôi, thằng nào muốn tắm thì đi mà tắm này. Chỉ có thằng dở hơi mới đi tắm nước sôi, khi mà trời miền Nam cứ nắng trang trang như đổ lửa. Thế là lại tiếp tục ăn chay, Đêm nay lại phải ngủ vất vưởng với cái bụng vô cùng thèm thịt, thèm rau mất rồi. Đang nằm, chưa ngủ, thì thấy ầm ầm nguyên náo. Tôi chạy sang xem, thấy một anh say thuốc lá ruby, mắt trợn ngược, trắng dã. Tôi xem vào bao thuốc, có chữ hút thuốc có hại cho sức khỏe. Tôi nói, thôi chết rồi, thằng này hút phải bao thuốc của bọn ngụy nó tẩm thuốc độc rồi. Vì hồi đó, trên vỏ bao thuốc lá, ngoài bắc không ghi dòng chữ hút thuốc có hại cho sức khỏe. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy bao thuốc ruby, quần tiếp vụ có in hình thằng lính ngụy, chân co chân duỗi dưới lá cờ ba que. Anh Hưng, y tá cũng lúng túng, không biết xử trí thế nào. Chúng tôi cũng vậy. Tôi ngửi điếu thuốc, thấy thơm thơm nhưng không ai dám hút, thế làm vứt đi, lại ẩm ào huyên náo. Gì nữa đây? Tôi chạy vội ra xem Hóa ra mấy anh lính cũ tóm được một thằng lính ngụy. Lần đầu tiên ở trong đời tôi nhìn thấy thằng lính ngụy, cảm tưởng rất hãnh diện, rất tự hào, dù mình không phải là người tóm được. Thằng này cởi trần, người gầy gò, mặt chót như thằng miệng bây giờ. Trên ngực xăm dòng chữ hận tình thành giai cấp, chữ xăm rất xấu. Sáng sớm sau, chúng tôi hành quân bộ, đi cũng khá xa để đến địa điểm tập kết chờ đơn vị chiến đấu đến nhận quân. Mấy tháng trời bên Trường Sơn mới thấy được nhà dân. Nhà ở đây bé, không to như ngoài Bắc, cũng là nhà lập xanh cả thôi. Dân ở đây mới giải phóng. Họ bưng cái mẹt con trên bầy tuốc lá cuốn tay và kẹo Lucky đặc biệt, thấy trên vỏ kẹo ghi như vậy, nhưng ăn không ngon, thua xa kẹo dừa, kẹo dứa, kẹo chanh ở ngoài Bắc. Còn thuốc lá cũng như ngoài Bắc thôi, không khu rừng lạ không biết tên nhanh chóng ổn định chỗ ở vì lính chiến làm cái gì cũng nhanh lắm tôi nghĩ mẹo ra dân xin bầu bí về để ăn nhưng xin thì mang tiếng nên tôi nghĩ ra một kế tôi hỏi một bà má trong nam gọi bằng thím tôi chỉ vào quả bầu và hỏi thím ơi quả gì đây bà ta trả lời quả bầu tôi nói ở ngoài bắc chúng cháu không có thế thì ăn có ngon không thím bà trả lời Ăn nó nhạt nhạt, cháu vặt lấy mà quả mà ăn thử. Tôi sợ mang tiếng làm máu ăn nên nói. Tím vặt cho cháu với. Thế là bà ấy lấy dao cắt một quả. Tôi chỉ quả bị ong đốt và nó. Tím ơi, quả này bị sâu này. Bệnh này vặt đi, không nó lây sang quả khác đấy. Tuy biết không lầy, nhưng bà cũng vặt cho tôi nốt. Thế là tiểu đội tôi được một bữa mát ruột vì mấy tháng ở trường Sơn thiếu rau xanh. Người tưởng hóa điên mất. Cũng tại cánh rừng này, tôi trốn đi chơi, bị lạc rừng khổ gần chết. Suốt một ngày, mọi kỹ năng học được ở lớp đều vô dụng. May mà có tiếng súng vô tình cướp cò mà tôi thoát nạn, tìm được về đơn vị. Nếu không thì chết ở giữa rừng già rồi. Số tôi vẫn còn may lắm. Rồi ăn Tết năm 1975. Cũng ở cánh rừng này những ngày nghỉ ngơi qua mau, rồi chúng tôi đi sang một cánh rừng khác vào một buổi sáng sớm, tập trung ở một bãi cỏ rất rộng nhưng vừa tầm, có hai chiếc trực thăng của ngụy bay lẻ tẻ trên ngọn cây. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tận mắt máy bay địch ở cự ly rất gần. Đơn vị nhanh chóng tàn vào bìa rừng. Chúng tôi được biên chế về thông tin vô tuyến, vì có văn hóa hết cấp 3, việc học mật danh đòi hỏi phải có trí nhớ tốt chúng tôi theo anh thi bê phó trở về trung đội thông tin kể từ đây chúng tôi mới thực sự là anh lính giải phóng quân tuy bỡ ngỡ nhưng không đến nỗi như gái mới về nhà chồng tôi theo anh thi bê phó về đơn vị thông tin trên đường đi tôi có cảm giác như cô dâu đang được đón về nhà chồng vậy một đám cưới buồn chỉ loe hoe mấy người đi trên con đường vắng nhưng trong lòng rất vui vì mình đã có gia đình dù mai đây không biết sướng khổ như thế nào đời đã tạm dừng bước phiêu du có anh em đồng đội đồng chí nương tựa vào nhau lúc xa quê chả mấy chốc đã đến nhà đấy là một căn cứ của cơ quan hay là một đơn vị nào đó từ trước đường đi nhỏ tuy là đường đất thôi nhưng rất sạch nhà hầm nửa chìm nửa nổi trên lập mái trung quân tất cả anh em trong trung đội cũ ra chào đón chúng tôi. Anh Lưỡng đang nấu cơm, tay vẫn cầm cái đũa cả, cũng chạy ra cười đón. Anh Thi giới thiệu lần lượt các anh trong trung đội cũ. Anh Hiền bê trưởng, rồi đến anh Sơn, Cao, Khánh, Tân, Những, Phong, Tiếu, Cường, Trung, Tùng, Luyện, Lưỡng và Trường. Tôi hỏi anh Thi. Chết hết rồi hay sao mà còn ít thế này à anh? Vì đơn vị huấn luyện là 40 người, sau này tôi mới biết trung đội thế này là quá nhiều rồi anh thi thanh minh không không ai chết cả chỉ có anh ly và anh thành là đi viện chưa về thôi cơm sắp chín chúng tôi quay ra tìm hiểu tên tuổi của nhau lính mới có tới bách mười hai phán hoàn hòa quang và nghĩa tôi đặt ba lô lên bàn ăn làm bằng cây rừng cặp chân trực tiếp xuống đất để ở ngoài trời nhanh chóng mắc võng dù anh thi bảo xuống hầm nằm vì tôi thấy nằm trên này thoáng dưới hầm nằm bí lắm chúng tôi có tăng phủ nên không sợ mưa trung đội thông tin phần lớn có chút chữ nghĩa nên thường ngay đọc sách đọc truyện tôi mượn một quyển ở trên võng nằm đọc hồn bướm mơ tiên quỳnh giao quyệt điệu chuyện trưởng thích đinh nhạc nhiều lắm đại loại là như vậy toàn chuyện đều thôi. Chuyện của ngụy mà. Vì không có phải vấn đề giết thời gian, tôi đọc chuyện Z28. Lần đầu tiên trong đời được đọc chuyện của chế độ ngụy. Viết thế này thì ai cũng viết được. Viết bạn mạng, tục tiễu đủ cả. Bữa cơ hôm đó có canh rau tập tàng, cắm mắm khoai sọ, nấu sền sệt với nước. Chỉ có thế thôi mà tôi ăn ngon hơn cả tiệc chiêu đãi của khách sạn năm sao bây giờ ăn vào đến đâu, tỉnh người đến đấy, như ruộng cầy ải gặp mưa rào. Rồi một đêm ngủ êm đềm trôi qua. Vì đính mới được ưu tiên không phải gác. Trên đường Trường Sơn, chúng tôi cũng không hay phải gác đêm. Sáu hôm sau, tôi vẫn nằm trên võng đọc truyện. Tìm vừa qua thì được biết, đơn vị tôi vừa đi đánh Phước Long, về đây nghỉ ngơi. Vì thế mới có những quyển truyện này. Gần trưa thì có tiếng máy bay của bọn ngụy bay ỉ ẩm ở trên đầu mặc kệ chúng tôi vẫn ung dung nằm dưới tán cây rừng bỗng xoẹt kéo dài một cái tôi nghĩ mà mẹ máy bay của thằng nào mà bay thấp vậy ngoài bắc máy bay bay thấp âm thanh cũng y chang như vậy chưa kịp nghĩ hết đã oành một quả pháo nổ trên ngọn cây cách chỗ tôi nằm khoảng hai ba chục mét lần đầu tiên trong đời được biết pháo bắn tôi và mấy anh lính cũ ra xem quả pháo có nổ trên cây cạnh đường vào lối cửa rừng. Đi về thì anh luyện rủ tôi đi kiếm rau về cải thiện. Mới quen mà như thân lâu lắm. Anh cầm một con dao Mỹ lấy được trong trận đánh Phước Long. Không có chuôi. Anh đốt túi ni lông quấn tạm. Mà sau này đi đâu cũng đem theo như vật bất ly thân. Dao rất tốt và sắc, bản to, mỏng. Dài độ 6-70cm. Trung đội tôi cũng được nhờ nhiều và con dao này. Ra khỏi rừng là nhìn thấy núi Bà Đen. Hóa ra nơi tôi đóng quân rất gần núi Bà Đen. Chúng tôi mót nhặt các loại rau có thể ăn được, mà dân thu hoạch còn sót lại. Tiểu đoàn chúng tôi có một cái chốt hỗn hợp gồm có cả thông tin trinh sát. Mấy hôm sau, chúng tôi đã học thuộc mật mã bằng những chữ số. Ví dụ như ZI là hiệp đồng, IZ là xe tăng a là sung phong, IB là rút lui. Tôi đã mã hóa lại một lần nữa để giữ bí mật. Đại loại là như vậy. Cho đủ các từ điển quân sự cần dùng mã hóa ra số. Tôi được một anh dẫn đi tay chốt. Tôi có cảm giác như con báo hay sư tử mẹ dẫn con đi học kỹ năng săn mồi. Trời ngoài bắc mùa này tết ra thì đang mưa phùn ẩm thấp, còn ở đây thì khô hanh, nắng nóng vã mồ hôi. Núi Bà Đen được ta quản lý từ hồi giải phóng Phước Long. Tôi ra đúng chiến dịch 10 ngày chiếm núi của Nguyễn Văn Thiệu. Nghe nói, đây cũng có một lực lượng của quân ta rất mạnh, Quy hay mười 16 nào đó. Lính tép diêu như tôi làm sao mà biết được. Họ đào hầm bí mật, đi trên mặt đất không thể nào biết, cứ như không có người. Cái hầm của chúng tôi hơi lộ thiên, thế mà máy bay trực thăng ngụy bay ngay ở trên đầu không phát hiện ra mặc dù chúng bay rất thấp có lẽ vì ngụy trang tốt và nghi binh giỏi nên máy bay chỉ đánh phá vào những chỗ không có người tôi không thấy bên ta thiệt hại gì bất ngờ quân ngụy tấn công nhanh hiệp đồng máy bay xe tăng thiết giáp pháo binh bộ binh rất bài bản có lẽ chúng thấy đông quân hỏa lực mạnh chúng sướng hay sao mà hò reo ầm ĩ Xung phong lên lính thông tin của ngụy gọi nhau ý ới làm như sắp thắng đến nơi rồi khi quân ngụy lọt vào cái bẫy rằng sẵn quân ta bật hầm sung phong hò reo vang dậy với chiến thuật thọc sâu vu hồi bao vây chia cắt băm nát đội hình quân giặc bọn ngụy hoảng chạy toán loạn chỉ còn vài máy thông tin của ngụy lẻ loi yếu ớt gọi pháo và máy bay xe tăng để chi viện nhưng không kịp nữa quân ngụy thật thảm hại máy bay rụng xe tăng thì cháy lính lớp chết lớp bị bắt lớp chạy tháo thân thế là mộng ước chiếm núi tan như bong bóng xà phòng vậy chúng tôi về nghỉ ngơi chờ cán bộ đi điều nghiên chi khu bến cầu về đắp xa bàn tìm cách đánh chắc thắng chi khu này nghe nói các đơn vị bạn đánh không thành công khoảng đầu giờ chiều anh hiền bảo anh thi dẫn chúng tôi đi xem sa bàn đánh bến cầu. Nghe nói các cán bộ đại đội đi điều nghiên đã về. Ông Tám bảo. Thiếu tá trung đoàn trưởng. Hồi đó trung đoàn trưởng chỉ thiếu tá thôi. Không như bây giờ. Cải trang làm dân thường, vác quốc đi ban ngày, sát khu để nghiên cứu, điều tra cách bố phòng của địch. Tối đến sa bàn đã được đắp sẵn. Mọi người đứng xung quanh. Người thuyết minh có lẽ không có trình độ hay sao nói lằng nhăng linh tinh tôi chẳng hiểu gì trên đường về tôi hỏi các bạn chúng mày có hiểu gì không không ai hiểu gì nên mình cũng đỡ quê chúng tôi chỉ gọi đồng chí trong cuộc họp còn đời thường cứ mày tao cho thân mật ai hơn tuổi thì gọi anh chứ không gọi thủ trưởng thủ triệt gì cả lệnh hành quân chiến đấu chúng tôi nhanh chóng gấp tăng võng cho vào ba lô anh nuôi chuẩn bị cho mỗi người một bi đông nước, một nắm cơm. Thức ăn thì có cá mắm, trộn tí muối và bột ngọt. Món gia truyền này do anh luyện chế tạo. Mãi sau này, anh cao thay thế, vẫn là món này, nên tôi mới gọi là món gia truyền. May là có bột ngọt, không như ở trên trường sơn nên cũng dễ nuốt hơn. Khoảng 3 giờ chiều, toàn đơn vị rời khỏi rừng. Hành quân đi chiến đấu, hướng đi vô định, không biết đã có trinh sát dẫn đường không chỉ biết thằng sau phải bám theo thằng trước lần đầu tiên thực sự hành quân đi chiến đấu vì chưa có kinh nghiệm mà chẳng có ai bảo cứ khát là móc bi đông ra uống uống bằng thích ra điều khoái chí lắm vì phần nhiều là lính trẻ nên có tính vui nhộn thi thoảng vẫn bị các cán bộ nhắc nhở bí mật chúng tôi đâu có biết là kỷ luật chiến trường cứ ngỡ như đang huấn luyện Chả mấy chốc mà bi đông đã cạn khô Xung quanh không có hạt nước nào Nhưng vẫn phải hành quân Khạt quá Há mồm há miệng Miệng thì đắng ngắt Người như khô lại Nóng hầm hập Không ra mồ hôi Lần đầu tiên trong đời Biết thế nào là khát Hành quân vẫn đi không nghỉ Đi khoảng một tiếng Thì được nghỉ 15 phút Cơn khát dày vò Cán bộ chỉ vào bản đồ và nói Sắp đến chỗ nước rồi Lính nhìn vào thấy đường kẻ xanh Cũng biết là sắp đến Nhưng hỡi ôi Suối cạn khô không có nước Thật vọng quá chừng Lính ta cứ đeo ba lô ở trên vai Mà ngã ngửa ra Mặc dù toàn trai tráng khỏe mạnh Có lệnh chuyển xuống nghỉ ăn cơm Bây giờ Có cỗ yến cũng không ăn được Chứ chưa nói là cơm nắm Mồm miệng đáng ngắt Dù có bắn chết Cũng không thằng nào nuốt nổi một miếng có ánh đèn pin le lói và tiếng nói gì dầm. Tôi tiến lại thì thấy khoảng 5-6 anh tụm vào nhau, nhìn lòng suối cạn. Tôi lau tàu, chia nhau ra để đi về hai hướng. Thấy chỗ nào đất ẩm thì đào xuống, may ra thì có nước. Thấy có lý họ đi ngay. Chả mấy chốc có tiếng kêu ẩm lên. Có nước rồi. Tôi mừng hơn lấy được vợ. Tôi chạy lại, thấy ba bốn anh, tay bụng múc nước uống ngon lành tôi cũng uống sướng quá không thể tả được giờ không có cảm giác sướng như vậy nước ít người đông lính ta đào rất nhiều cái hố mới đủ uống kệ họ còn tôi uống thoải mái rồi đi tìm ba lô lấy cơm nắm ra ăn của ai thì tự người ấy ăn chứ không mời chào nhau như bây giờ cũng lạ uống nước no như thế mà vẫn ăn hết một nắm cơm. May quá, có lệnh cho ngủ qua đêm ở đây. Có lẽ ngày đầu chưa quen, chứ sau này, ngày ngủ đêm đi. Cứ như thế, sáu hay bảy ngày gì đó thì đến địa điểm tập kết để đánh chi khu bến cầu. Bây giờ, đi từ bà đen đến bến cầu thì nhanh không, nhưng ngồi đó phải đi vòng vèo co né, tránh những đồn bốt của bọn địch. Theo chiến thuật thọc sâu, đánh hiểm, gây cho giặc hoang mang bất ngờ. Cùng giờ, cùng thời điểm, cùng ngày, với trận đánh buôn mê thuật, làm cho thiệu đầu đuôi không ứng cứu được nhau. Tài thánh cũng không biết được đâu là mặt trận chính. Đi được 3-4 ngày, người đã thấm mệt. Khi có lệnh truyền xuống nghỉ 15 phút, có một cái tùng phi ở rìa lối đi. Một anh gách ba lô lên nghỉ giải lao. Nhưng không hiểu tại sao, trong nháy mắt, anh ta cõng ba lô chạy mất hút Mấy anh đi sau không biết Cũng đặt lên rồi cũng chạy y chang như vậy Thấy sự lạ Tôi tiến lại Cũng đặt cái ba lô lên Rồi cũng chạy Còn nhanh hơn cả những người trước Thì ra đây là cái thùng phi Đựng chất độc hóa học Máy bay nó phun ra hết Còn thùng phi không nó ném xuống đây Nó cay sọc Xe thẳng vào mũi và mắt Cày lắm hơn cả mù tạt Tôi có cảm giác cay hơn ớt chỉ thiên phơi khô, dã nhỏ rồi đổ vào mắt và mũi. Sau này, mấy người cứ bảo là nhiễm chất độc màu da cam, chứ có biết mùi vị của nó thế nào. Những anh bạn bị cùng tôi đợt đó, sau này uổng bệnh chết non hết cả. Còn tôi may mắn vẫn sống, cũng là một sự lạ. Đi khoảng 6 7 ngày như tôi đã nói thì đến địa điểm tập kết nghỉ ngơi một ngày cho lại sức, rồi sáng hôm sau, anh Hiền cắt cử người đi phối thuộc với các đại đội. Các đội đội khác thì tôi không biết, còn đại đội 6 thì có tôi và Tùng Vô Tuyến, anh Sơn mời hữu tuyến, anh Hòa truyền đạt thông tin chạy bộ. Nhận lệnh xong, ekip nào vào ekip nấy để chờ chập tối là xuống đơn vị phối thuộc. Việc ai người đấy làm, việc người khác không quan tâm, bao giờ người ta nhờ hãng hay không lấn sân gần chiều tối không biết là mấy giờ mà cũng chẳng biết giờ để làm gì mọi việc đã có cấp trên lo gái quá không phải lo việc triều đình là thiên lôi thì chỉ đâu đánh đấy thôi lệnh ban ra là tối nay hành quân tiềm nhập đánh chi khu bến cầu chúng tôi nhanh chóng gấp tăng võng màn cho vào ba lô buộc chặt gửi lại hậu cứ khổ nào trong ba lô có của nả gì đâu tôi được phát một khẩu AK có lưỡi lê hẳn hoi và một cơ số đạn, hai quả liều đạn cầu, một quả liều đạn da láng. Anh Thị hướng dẫn cách tháo chốt hầm mỏ vịt và ném, vì chúng tôi huấn luyện ngoài Bắc ném liều đạn chày. Bữa cơm tối hôm đó có mì hai con tôm để nấu canh, ngon không thể tả được. Giờ thì không có món ăn cao cấp nào bằng, cũng do đói mà ra cả. Quái lạ, nghe nói bọn sắp bị tử hình thì không được ăn cơm, mà chúng tôi ăn cơm khỏe thế. Chúng tôi thì có khác gì họ, nhưng ăn no lắm. Với niềm vui chắc thắng, giặc bắn chưa chắc đã trúng, mà trúng thì chưa chắc đã chết, mà chết thì chưa chắc đã chết thật. Chỉ ước nó bắn vào đâu thì bắn, đừng bắn vào mặt, trông xấu trai lắm. Vì thế, lính ta hay có câu, khéo khôn nó bắn cho bục mặt hay vỡ gáo. Nói vậy chứ tôi nghĩ chết cũng khó, chứ có phải chuyện chơi đâu. Chúng tôi vui vẻ, lặng lẽ, rời khỏi chỗ trú ẩn. Ekip nào vào ekip đấy, rồi xuống đại đội 6. Từ đây chiến đấu trong đội hình này. Anh Vương Xuân Mậu, người Hà Nội, làm đại đội trưởng, cấp bậc tiếu úy. Anh Châu làm chính trị viên. Khi học ở trường thì lúc nào cũng nói học tập và chiến đấu. Bây giờ thì chiến đấu thật rồi. Trong tay đã có súng đạn đầy đủ, không như huấn luyện Súng không đạn Cứ bóp cỏ lách cách vào mấy cái bia bằng lá cốt Bây giờ là những tên địch Bằng xương bằng thịt hẳn hoi Tuy nguy hiểm Nhưng mình phải cố bắn lấy một thằng Không thì xấu hổ chết Lúc ấy tôi nghĩ như vậy Anh Tùng đeo máy PRC-25 Tôi dự bị Còn Sơn Mười Hòa Nằm cách tôi một đoạn Dọc theo đường Hành Quân nằm sấp nằm ngửa, nằm nghiêng đủ kiểu, chứ không đứng lốc nhóc đâu. Mũi ở cánh đồng miền Nam nhiều vô kể. Anh Tùng lấy lọ thuốc mũi, đổ ra tay, xoa lên mặt, lên tay, lên chân cho tôi. Tôi cứ mặc kệ, anh muốn làm gì thì làm. Lệnh hành quân, chúng tôi lập tức đứng dậy, ổn định đội hình, lặng lẽ hành quân. Lúc đầu còn xa đỉnh nên đi vô tư, gần đến đi đi sâu vào tức là đi một đoạn lại ngồi xuống đi một đoạn lại ngồi cho trinh sát lên nắm tình hình chứ không phải đi sồng sộc đến tận nơi như mình nghĩ gần đến chỗ đặt sở chỉ huy tiểu đoàn thì có một anh lính để băng đạn va vào cái sảng kêu lách cách theo nhịp bước chân anh việt thượng úy tiểu đoàn trưởng đứng ở rìa đường cạnh chỗ tôi nói nhỏ rít qua kẽ răng em ơi cẩn thận chứ địch nó nghe nó bắn cho bục mặt bây giờ Đoàn quân vẫn lặng lẽ tiến lên Đến một cái bờ to Như cái bờ thửa ngoài Bắc Thời còn hợp tác xã Đây là nơi đặt chỉ huy tiểu đoàn Trách về bên trái Cạnh cái cây to độc lập Là trận địa pháo 85 lòng dài Hạ nòng bắn trực tiếp Loại này uy lực lắm Một cái bờ thửa cũng to như vậy Chạy đến đầu làng Gần đến chốt tạo thành chữ L Anh Sơn và anh Mười giải dây sát cạnh đúng chữ lờ đấy. Còn tôi và Tùng vẫn bám sát anh Mậu. Chốt địch hiện rõ trong ánh pháo sáng bắn liên tục. Anh Mậu để lại một trung đội làm dự bị, còn tất cả vẫn tiến lên. Trong đó có tôi. Lúc này khoảng gần 4 giờ sáng. Trên chốt, bọn ngụy léo nhéo. Cứ đủ má Việt Cộng. Tao thấy rồi, đứng lên đi. Rồi lại tăng tăng. Chán lại đủ má, lại tằng tằng. Chúng tôi đã vào vị trí chiến đấu, địch chết đến nơi rồi mà vẫn không biết. Tôi nhớ lại cái ngày còn ở nhà xem phim, anh giải phóng quân đứng nép vào cây dừa bắn giặc, hình ảnh đẹp biết bao. Nay tôi bắt chước y chang như vậy. Người tôi thì to hơn cây dừa nên tôi đứng nghiêng người cho cây dừa che khuất, tay cầm cậu AK nâng lên, kéo thước ngắm vào số 3 bình tĩnh đưa súng lên, ép chặt vào cây dừa. Hướng nòng súng vào thằng giặc, lúc này vẫn thò nửa người trên mặt ủi quan sát quân ta. Từ sáng đến giờ, chưa một lần nó thụt xuống. Thằng này dũng cảm thật, không giết nó thì nó gây khó khăn cho quân mình. Nghĩ vậy, tôi liền đưa mặt cắt của thước ngắm vào giữa ngực với niềm tin. Thằng này chắc chắn là vào mặt, vì cự ly 100 mét y như bắn bia lần nữa tôi tự hỏi xem mình có run sợ không Hoàn toàn không, rất bình tĩnh Cẩn thận nhớ lại các bước yếu lĩnh rồi bóp cò Viên đạn bay đi sát bên trái của thằng ngụy Khoảng 30cm, bụi mù Thằng này quay ngang quay ngửa Tìm xem ai vừa bắn nó Tôi ngồi thụp xuống xem lại súng Súng còn mới, vừa mới nhận Quái lạ, sao lạ thế nhỉ? Tôi lấy lại thước ngắm mực ngắm bắn đâu chúng đó. Thấy người ta bảo thế, chứ tôi đã bắn như thế bao giờ đâu. Lại thò lên, lại lặng lẽ đưa súng bí mật ngắm bắn. Lòng vẫn không chút bối rối, đưa mặt cắt thước ngắm vào giữa ngực thằng giặc. Bụng nghĩ, ngực mày to thế này chắc là chúng đây. Đoàn, một phát đạn bay đi, nhưng lần này không điện chỉ, thằng giặc ngửa mặt lên trời, lắc đầu có lẽ viên đạn này đuổi chim sát trên đầu nó. Có tiếng xì xào nhỏ nhỏ ở xa xa. Thì ra anh em vẫn theo dõi tôi bắn, và có thể họ chê bai hoặc luyến tiếc. Tôi tức điên nhìn xung quanh. May có anh Thắng Đồng Hương cùng xã với tôi và cùng đi bộ đội. Cách tôi khoảng 30 mét về phía tay trái, cầm khẩu B41 vẫn dõi theo tôi bắn. Vì bức xúc nên tôi nói to, chả ý tứ gì Thắng Mày bắn cho nó một quả B41 đi Thắng bình tĩnh Đưa xuống nền vai Đoàng Quả đạn bay đi Trượt trên mặt ruộng Rồi qua chốt Cắm xuống Nổ bình Cỏ danh cháy đùng đùng Tôi gào to Thắng Bắn cao tí nữa lên Khói sau lưng Thắng Vẫn chưa tan Thắng nhanh chóng Lắp quả liều đạn nữa Quang Đạn bay đi Trách lên trời Lúc có máy bay trực thăng chắc chắn rụng Rồi nó tự nổ ở trên không Trong đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy quả đạn B-41 bay đẹp như vậy Thằng Ngụy cảnh giới cũ ngửa mặt lên xem cùng với tôi Bánh đúp liền hai quả Khói súng bay mịt mù Bỗng Oanh Một quả M-79 nổ giữa tôi và Thắng Mảnh đạn bay rào rào Thổi lộ rồi mày quá thằng nào việc gì Thắng chạy chuyển vị trí Bỏ lại cái sẻng liên xô mới toanh Đi chiến đấu Cái sẻng là sinh mạng Tôi bình tĩnh bò ra Lấy đeo lên người Vứt cái sẻng dập của mình đi Tôi cũng chuyển vị trí Vòng ra sau nhà Sang đầu nhà bên kia Vẫn cái cối đá Mà ngoài bắc dùng để dã bèo nấu cám cho lợn Úp xuống thì đập lúa Vần xuống dưới góc Giàn trầu um tùm Làm bệ tỷ ngắm bắn nhìn ra phía thằng ngụy nó vẫn đứng y chang như vậy thầm khen thằng này quả là dũng cảm đây kỳ lạ không có ai bắn nó là sao nhỉ tôi nằm xuống kê súng lên mở nước liên thanh vẫn thức ngắm một lấy hết sức tay trái vít súng dính chặt vào cuối đá hồi đó tay tôi khỏe lắm lấy đúng yếu lĩnh nhằm thẳng vào ngực thằng ngụy xiết cỏ đạn bay đi một loạt khoảng năm sáu viên thằng địch chết người nó tụt xuống dẻo lắm tôi nhìn thấy rất rõ đang mà suy nghĩ thì một loạt đại liên hay trung liên gì đó bắn vào dàn trầu không trên địch đầu tôi nếu tôi đứng như lúc trước thì đã dính đạn luôn lá trầu không rơi lả tả trên đầu lăn qua một vòng tôi đứng bật dậy trận chiến rơi vào bế tắc pháo địch ở các nơi văng về như bão táp khói bụi bay mù mịt lợi dụng lúc đó xe tăng ta kéo nhau rời khỏi trận địa. Lúc này thì chỉ còn bộ binh lẻ loi đương đầu trên trận địa mà thôi. Hỏa lực pháo binh tạm dừng để tiết kiệm đạn, không bắn bừa bãi như lính ngụy được. Thỉnh thoảng mới bất ngờ bắn vài quả theo yêu cầu của bộ binh. Tình hình lúc này vào thế trận giằng co, ta cũng chẳng thắng nó, nó cũng chẳng thắng ta hàng rào kẽm gai vẫn còn mấy lớp chưa phá được bộ đội vẫn nằm phơi trên ruộng sát ngoài hàng rào nhưng đào hầm cá nhân ẩn mình xuống nên địch không biết màn đêm buông tổ thông tin chúng tôi và ban chỉ huy đại đội vào một cái nhà ở rìa làng để nghỉ qua đêm anh cao nấu cơm của trung đội thông tin đem cho mỗi chúng tôi một nắm cơm thức ăn có cả mắm băm nhỏ trộn với muối vì bữa chưa nhịn đói Nên loáng một cái ăn hết vèo Vẫn cái cảnh Của ai nấy ăn chẳng mời mọc gì Có gì mà mời đây Bữa ăn như thế Còn ngon hơn ăn cỗ Thế người biết Trạng Quỳnh Cao mưu thật Có lẽ ông cũng qua cảnh đói này Thì mới lừa được vua chúa Tuy khổ như vậy Nhưng lính không tơ hào mảy may Của dân cái gì Kể cả trâu bò, lợn gà Mới chết cũng không đụng đến bộ đội ta thời đó là như vậy một ngày căng thẳng qua đi chậm chạp pháo sáng của lính ngụy lại bắn lục bục có loại được cả máy bay thả có loại được pháo bắn thì sáng được lâu hơn loại pháo sáng cá nhân pháo địch vẫn bắn cầm canh công nhận bọn nó dùng đạn thật dây điện hữu tuyến đứt lung tung mệt mỏi là thế nhưng chẳng ai ngủ được pháo sáng vẫn nổ lụp bụp trên trời. Bây giờ là lúc rút kinh nghiệm và giải quyết hậu quả trong ngày. Thương binh tử sĩ đã được vận tải nhanh chóng chuyển về phía sau. Người nào vào việc nấy không lấn sân chọc chéo. Nếu như không được nhờ, pháo địch vẫn bắn dây điện lại đứt. Anh Sơn bảo, tới, mày đi nối dây với thằng Mười đi. Đi nối dây thì chỉ cần một người, làm sao phải hai người. Hơn nữa, đây không phải việc của tôi Nhưng hồi đó tuổi trẻ Sức thanh niên ngứa thịt Vẫn cứ đi mà không suy nghĩ gì cả Mười vút được dây trước Tôi cầm súng đi sau Xa khỏi bìa làng là tìm ngay được chỗ đứt Nhưng vẫn cứ đi cho đến sở chỉ huy tiểu đoàn Nghe đạn pháo xoèn xoẹt nằm xuống Còn vu vu thì cứ ung dung mà đi Vì nó qua đầu mất Gặp lại anh em ở sở chỉ huy sau một cái bờ thửa ngăn ngắn mà trong lòng xốn sang dâng lên một niềm vui khôn tả vẻ mặt mừng rỡ nhưng không hay bắt tay như bây giờ hỏi thăm nhau kể cho nhau nghe câu chuyện chiến sự vừa qua các mũi tấn công các đại đội cũng lẻ tẻ một vài người về chỉ huy sở nghe đồn bên tiểu đoàn 1 lúc tấn công đánh chiếm chốt đầu cầu bị quân ngụy bắn pháo chụp lúc xung phong hy sinh nhiều lắm Tôi nói xen vào Thế nào em nhìn về hướng ấy Thấy pháo nổ ở trên trời Giống như cao xạ ngoài bắc Bắn máy bay Mỹ À giả thế Lần đầu tiên trong đời tôi biết đến pháo chụp Tuy nó chưa phải Chụp vào đầu mình Rồi mũi đại đội 8 Có một anh bị thương Sau một cái bờ ruộng Cứ dãy ruộng kêu la ầm ĩ Mặc dù anh em đã bảo cứ nằm im đấy Y tá sẽ bỏ lên băng bó lại cứ ra điều ta đây không thèm nghe càng kêu mạnh lại dãy ruộng bọn ngụy nó mới tập trung các loại súng bắn vào chỗ đó lại bị thương nữa lại dãy lại kêu địch càng bắn mạnh bụi mù cả lên một lúc thì im mặt nói chung các mũi các hướng tấn công đều quá khó khăn gian khổ nguy hiểm và ác liệt không riêng gì chỗ tôi chả trách nghe nói đơn vị bạn trước kia đánh không thành công là phải. Chợt nghe đài tiếng nói Việt Nam phát đi bản tin đang đánh buôn mê thuật. Vì có cái đài bán dẫn, hai băng sở chỉ huy. Lúc đó tôi dừng dưng như không. Thì cũng như chúng tôi thôi. Đã là bộ đội mà không đi đánh giặc thì làm cái tôi gì. Đói quá, hai đêm một ngày mà có mỗi một nắm cơm. Thôi kệ, đói cũng là nghề của lính chiến. Ai cũng vậy, mình biết kêu ai. Toàn mặt trận lúc này đã im tiếng súng, có lẽ bọn địch cũng đã mệt nên đi ngủ. Chỉ còn thằng gác là thỉnh thoảng bắn pháo sáng để soi đường cho chúng tôi đi. Về đến hầm đại đội thấy mọi người đã ngủ ngon, chỉ còn thằng luân liên lạc là thức gác. Tôi và thằng mười tìm đến một nền đất cạnh đấy nằm lăn ra ngủ luôn. Ngủ như ngất đi, chứ không chằn chọc khó ngủ như bây giờ. Bụng thì đói meo Thèm ngủ hơn thèm ăn Ngủ không có gối Đầu chăn chiếu như bây giờ Mặc Đem thân cho mỗi đốt bằng thích Thê bộ đội chiến đấu Mới sốt rét được chứ Cũng lạ Ngủ không có cảm giác nóng lạnh Dậy thì mặt mũi chân tay sần đỏ Gần bằng vỏ cam sành Nhưng chưa chiều lại tịt luôn Vừa ngủ được một chút Đang ngon giấc Thì vài tiếng nổ vang lên tiếng nổ rộ lên dữ dội pháo ngụy các kiểu các cỡ không biết ở đâu bắn về như ong vỡ tổ nó bắn nhiều thế mà không trúng quả nào vào hầm tôi thế mới lạ tôi tỉnh hẳn hỏi ra mới biết anh mậu đang chỉ huy bộ đội tranh thủ lúc địch chủ quan bất ngờ đánh tan mấy hàng rào nữa tôi hỏi nhỏ còn mấy lớp rào nữa hả anh anh nói giọng hà nội ngọt như mía lùi còn khoảng một hai lớp nữa nhưng hết thời cơ rồi tiệc quá lúc đó có anh đạo anh giảng ở đấy tôi nghĩ chắc hai anh này lại bánh bộc phá tôi đoán thế nhưng không hỏi nhưng sau này đi phối thuộc nhiều thì mới biết hai anh này là những chiến binh cực kỳ dũng cảm và bản lĩnh nay vẫn còn sống mà cũng không bị thương có phải không bị thương mà người ta không dũng cảm đâu có người chưa bắn được viên đạn nào, kể cả bắn lên trời đã bị thương hoặc hy sinh. Trong chiến trận, thực sự nó là vậy. Như anh Phạm Văn Quế cùng đi bộ đội cùng xã, cùng chiến đấu với tôi. Bắn AK cực kỳ giỏi. Tôi chứng kiến anh Quế đã từng bắn xiên mắt con sóc. 17 phát đạn, 16 con chim sẻ rơi, mà toàn bắn vào đầu với lý do bắn vào mình nát thịt vì thân chim nhỏ quá. Đánh giặc cũng giỏi Mò cua bắt cá cũng tài Dũng cảm có tiếng Đồng đội ai cũng biết Không biết ai đặt cho cái tên đệm Là Quế Bu Và lính ta hát Chẳng kẻ tù nào ngăn nổi bước Bu đi Khí thế tiến công Như sức mạnh thần kỳ Sau này đánh bọn Pol Pot Thằng lính Pol Pot nào vô phúc Lọt vào tầm ngắn của Quế Bu Thì cơ hội sống sót chỉ bằng không Thế mà hơn 7 năm đi lính không hề bị kỷ luật mà chỉ có chiến công. Khi về với quân hàm binh nhất cũng là cái sự lạ, nhưng được cái may là không bị thương. Trở lại với chuyện đánh chốt của đại đội 6 do anh Mậu chỉ huy. Hôm nay là ngày thứ hai đánh chốt, hàng rào còn đến một hai lớp nữa. Có lẽ chắc chắn phải đến tối mai, các đội đội khác cũng khó khăn không kém. Quả nhiên, trên tiểu đoàn điện xuống, yêu cầu anh mậu dẫn một bộ phận đi đánh chi viện cho đại đội 7 đang đánh cái chốt ở gần nhà thương. Lệnh ban ra là phải nhanh chóng đi ngay. Gần trưa rồi, bụng thì đói meo, sáng không chưa nhịn, tối mai ra mới có cơm. Hồi đó chỉ lo đánh giặc chứ không lo ăn như bây giờ. Cũng hay nhịn thế mà không ai tụt huyết áp, thế mới lạ. Chúng tôi vận động sang đầu làng bên kia. Dọc đường đi, cây cối đổ ngổn ngang, nhà cửa tan nát, trâu bò, súc vật chết từ hôm qua, nay đã bốc mùi hôi thối. Tôi và anh Mậu nhanh chóng vào một cái nhà bỏ không, không có đồ đạc gì. Theo sau có thằng Luân liên lạc và anh nha y tá. Bộ đội ta cũng ở gần đó. Bỗng có tiếng anh đạo. Anh Mậu ơi, em thấy chúng nó rồi. Chúng nó đứng kia kìa nhiều lắm. Quả thật, nhìn qua kẽ tường nứt, tôi thấy lũ lính vẫn đi lại, ra vẻ bình thường lắm. Vì đây mới là ngày thứ hai của cuộc tấn công mùa xuân năm 1975. Hồi đó, chúng tôi còn chưa biết, thì bọn ngụy sao mà biết được. Bỗng một tiếng, quả M79 lẻ loi, nổ trúng bụi mía ở trước nhà. Có lẽ chúng nghe tiếng chúng tôi xì xào nên bắn thăm giò. Xoẹt, tôi chưa kịp nằm xuống thì một quả cối tám mốt, đuôi trắng tinh, cắm phập vào giữa sân, không nổ, chắc là đạn lép. Bốn anh em chúng tôi loanh quanh ở giữa nhà, ngó nghiêng xem bàn thờ có hương không, thì đốt hộ chủ nhà một nén. Tôi và anh Luân chạy vào trong buồng, vừa lọt qua cửa buồng thì oanh, anh Mậu nói nhỏ, tao bị thương rồi, và anh tự băng lấy quấn quanh đầu như khăn tang trắng muốt. Còn anh nha y tá thì bị vào bụng, dưới sườn. Anh bò vào buồng, kêu ổ lên. Máu phun ra thành vòi. Tôi đang ngồi dưới đất. Anh bò vào, tay đẩy máu, ôm lấy đầu gối. Tôi la lên. Luân, lấy túi bóng bịt vết thương. Luân làm ngay, tay bịt vào mà máu vẫn phè ra các kẽ ngón tay. Vì anh nha là y tá nên bông băng thoải mái. Cầm máu xong, anh nha hỏi: "Mày, mày có biết tiêm không?" "Có. Anh bảo tôi lấy thuốc có chữ A hay chữ NA gì đó đứng đầu thì tiêm." Tôi thao tác nhanh chóng. Tiêm xong thì vận tải cũng có mặt để khiêng anh nha đi. Và cũng lúc đó có lệnh rút quân. Anh mậu tay vẫn lăm lăm khẩu súng ngắn, đầu cuốn băng trắng toát cùng tôi đi vòng vèo qua mấy bụi chuối, rồi quay trở về vị trí cũ. Các bạn vừa nghe xong phần 1, hồi ký của cựu chiến binh Xuân Tới. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký và chia sẻ để đồng hành cùng hội ước lính. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình tiếp theo.